mối tình ồn ào của Đoàn Văn Hậu, người dính nghi vấn trà xanh chính thức lên tiếng. Ở tuổi 22, những gì Đoàn Văn Hậu đang sở hữu trong tay đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Ngoài tổ căn nhà 5 tỷ đồng gây chú ý, chuyện tình của em út tuyển Việt Nam cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Vào năm 2018, khi tên tuổi của Đoàn Văn Hậu được nhiều người hâm mộ biết tới hơn sau giải U23 châu Á, danh tính bạn gái của anh chàng cũng đã ngay lập tức được netizen truy tìm. Nhiều sự phỏng đoán lúc bấy giờ được đưa ra, song tới tháng 4 năm 2018, trong dịp sinh nhật của hậu vệ người Thái Bình, Hoàng Anh chính thức diện kiến cư dân mạng. Cả hai liên tục chia sẻ hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội, thậm chí từng có bình luận cho rằng đây là chuyện tình đẹp nhất của làng bóng Việt Nam. Thời điểm đó, cặp trai tài gái sắc làm gì cũng lọt vào tầm ngắm của fan. Vào tháng 12 năm 2019, khi tuyển Việt Nam làm nên lịch sử tại SEA Games 30, người hâm mộ chắc chắn sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc Văn Hậu chạy lên khán đài, trao tấm huy chương vàng và linh vật cho Hoàng Anh. Sự xuất hiện của nàng Watch trên khán đài Sunriso Memorial Philippines cũng đủ để chứng minh tình cảm của cả hai đang tiến triển rất tốt, dù có nhiều nghi vấn cả hai đã chia tay. Thường xuyên dành cho nhau những hành động lãng mạn khiến fan luôn nghĩ cặp đôi sẽ về chung một nhà. Thế nhưng, vào khoảng tháng 6 năm 2020, cả hai đã âm thầm hủy theo dõi, thậm chí đàn gái còn tuyên bố thẳng thừng rằng đang độc thân. Chuyện tình tưởng như đẹp nhất làng bóng kết thúc trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Hậu chia tay tình cũ gắn bó hơn 2 năm, Văn Hậu bị netizen soi ra nhiều chi tiết chứng minh rằng đang hẹn hò cùng với Doãn Hải My, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù cả hai bên không lên tiếng, thế nhưng việc Văn Hậu trực tiếp có mặt cổ vũ, ôm an ủi bạn gái tin đồn ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam đã chứng minh cho tất cả. Vì là bố em thực ra thì cũng có quan hệ với cả đội tuyển quốc gia nói chung ạ, chứ cũng không phải là có quan hệ với mỗi anh Đoàn Văn Hậu. Vì vậy nên là em cũng như là anh ấy đều là bạn của nhau và cũng đều em cũng là bạn của tất cả các anh trong đội tuyển đó. Nhưng mà có lẽ là em cũng không biết vì lý do gì nhưng mà báo chí cũng đưa tin như vậy ạ. Dù không ồn ào, thế nhưng chuyện tình của cặp đôi luôn thu hút sự chú ý của truyền thông. Đặc biệt nhất chính là vụ việc người đẹp bị dính nghi vấn trà xanh bởi nhiều người cho rằng cô nàng đã giật chàng hậu vệ trẻ ra khỏi tay Hoàng Anh. Hải My rất bức xúc, cho biết thời gian qua luôn bị một bộ phận cư dân mạng quá khích sử dụng nick ảo làm phiền. Không chỉ gửi tin nhắn kèm những lời lẽ kém duyên, nhóm nhỏ này còn liên tục quấy rối gia đình của cô. Không thể chịu đựng hơn nữa, người đẹp đã thẳng thắn đáp trả. Trời, nhiều khi không biết tại sao các bạn cứ phải áp đặt bằng cụm từ trà xanh vào My luôn nè. Trong khi ngay từ đầu, My đã nói thẳng là không, đó là một trong những tin đồn vô căn cứ, sai sự thật và không hiểu từ đâu ra về My. Mà nói về rồi các bạn vẫn còn spam tin nhắn, hết My tới em My suốt bấy lâu nay, chịu đó trời. My lướt thấy mấy câu ghê quá trời quá đất, chỉ vì những tin đồn trời ơi đất hỡi mà bạn tự cho là thật. Người có đầu óc sẽ không đi tin vào những cái nghe nói, vào cái nghe đồn và người tử tế thì sẽ không đem những tin tức sai sự thật về người khác để đi bêu ríu, lan truyền. Làm gì thì làm, hãy làm người tử tế trước đã. Việc không ngừng ngại đáp trả là những lời bình luận kém duyên của anti-fan đã khiến người đẹp ghi điểm trong mắt của fan. Theo đó, nhiều tài khoản cho rằng cô nàng nếu đã không làm sai thì chẳng phải cúi mặt làm ngơ trước hành động xấu xí này. Cả Văn Hậu lẫn Hải My vẫn chưa lên tiếng trước lùm xùm này, thế nhưng chỉ mong người hâm mộ sẽ sáng suốt và ủng hộ Văn Minh cho thần tượng của mình. Tình cảm là chuyện cá nhân, chính vì vậy hãy tiếp tục yêu mến và cổ vũ cho Văn Hậu trên sân cỏ, đừng quá khích đến câu chuyện đời tư của cầu thủ. Còn bạn, bạn thấy sao về hai cô nàng này? Hãy cùng để lại ý kiến nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!